vật con người luôn thay đổi, với mỗi năm khác nhau thì sẽ biến đổi khác nhau. Thế nên việc xem tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng là việc cấp thiết hàng đầu. Bởi tại đây bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu trong cuộc sống của mình, từ đó có được những hành động đúng đắn nhất. 2. Sự nghiệp, tiền tài. Xem bói tuổi Giáp Ngọ 2019 nam mạng tiền vận cũng có những khó khăn, chao đảo bởi tính thích bun ba, đổi thay công việc, ít khi bằng lòng với hiện tại. Quý bạn thường vấp phải lỗi lầm vì bỏ mồi, bắt bóng, hay đứng núi này trông núi nọ, đã thiếu sự chuyên nhất, chỉ trí trong công việc làm ăn. Vì vậy, sự nghiệp khó thành, đi vào trung vận, có nhiều cơ hội tốt, dễ tạo nhà cửa, đất điền, cơ sở làm ăn, sự nghiệp ít bị chao đảo, ngày càng tăng trưởng. 3. Cuộc sống, vận hạn. Với bản tính hiền lương, hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tốt với bạn bè, đường đời gặp nhiều may mắn, nhưng không thuận lợi trong tình duyên. Đã có lúc gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt, nhưng rồi không giữ được, vì số phận phải chịu trắc trở. Hậu niên yên ổn, càng lớn tuổi ra sự càng yên bình, tài lộc hưng vượng, cũng vì quý bạn từng hiếu thảo với cha mẹ. Xem chi tiết tử vi Giáp Ngọ 1954 năm 2019 nam mạng 1, sao chiếu mệnh tử vi 2019 tuổi Giáp Ngọ nam mạng năm nay, quý bạn gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, tình cảm có những buồn thương, ảnh hưởng xấu đến tinh thần. Nếu có cơ hội đi xa sẽ được bù đắp bằng nhiều tài lộc. Sao Thủy Diệu thuộc hành thủy, đối với mạng mộc trong rủi có may. Thủy Diệu day dứt muộn phiền gia đình tan tác rối ren không ngừng tháng 4 tháng 8 coi chừng họ hàng nội ngoại lệ dưng chia lìa hai. Hạn tuổi tử vi Giáp Ngọ 2019 nam mạng năm nay quý bạn gặp hạn thiên tinh, hồ sơ giấy tờ dễ sinh rắc rối, công việc cũng bị cạnh tranh có thể dẫn đến tranh chấp, kiện thưa, mọi việc nên cẩn thận, nhất là vấn đề tài chính. Tứ trụ tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mạng năm 2019 về tứ trụ, với thiên tồn, địa lợi, tuy bản thân thì vững nhưng do công việc làm ăn không xuôi thuận, dễ bị hao tài, mất việc, mưu sự khó thành, thường bị chống phá, cản trở, mắc bệnh thì thường do suy nghĩ nhiều mà ra, ốm đau thì lâu khỏi. Bốn, vận niên tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng vận niên chư phùng hòa, môi trường làm việc cũng như gia đình nhiều điều trái ý, dễ sinh nóng giận, nhưng với tài quán xuyến của quý bà, mọi việc vẫn được thu xếp ổn thỏa. Phối hợp các yếu tố trên để luận tử vi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, hậu vận là thiếu gốc, thổ vận bất cập. Đối với quý bạn, mạng kim gặp năm mộc là tương khắc chủ về đau ốm sức khỏe kém. Sao hạn, vận niên đều yếu kém cho nên năm nay trong gia đạo quý bạn làm ăn không được tốt, có nhiều chuyện buồn đưa tới. IV, luận vận hạn tuổi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng về mặt tử vi 1, cung đặt mệnh tử vi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng tiểu vận đi vào vương địa cho thấy bản mệnh quý bạn vững ra ngoài gặp được quý nhân giúp đỡ, đau ốm gặp thầy thuốc. Đại hạn 10 năm, từ 64 đến 73 tuổi, đây là gốc đại hạn biểu thị cho cuộc sống quý bạn có nhiều sự thay đổi, nhất là về sức khỏe và công việc bị giảm dần. 2. Cung tiểu hạn tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mạng năm 2019 trên cung mệnh có các sao tốt là Thiên Việt, Phúc Đức, Thiên Đức Thiên Chủ, Lâm Quan, đây là các sao tốt chủ về trong nhà có nhiều chuyện vui đưa tới. Ngoài ra trong đó có bộ sao xấu là Kiếp Sát, Phục Binh, Triệt, đây là bộ sao chủ về sức khỏe không được tốt, cẩn thận giao kéo hay mất mát của cải tiền bạc. Cung tam hợp tử vi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng tại tam hợp có các sao như Đào Hoa, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Hồng Loan, Nguyệt Đức, Thanh Long, đây là bộ sao chủ về trong nhà có tin vui về hỷ tín, hay bản thân có tin vui trong chuyện tình cảm, hay trong nhà có hỷ tín cưới xin. Ngoài ra cũng có sao xấu như Thiên Không, Phi Liêm, Dưỡng, Tử Phủ, Thiên La, Tử Tuần, đây là bộ sao chủ về công việc làm ăn trong gia đình không được tốt, gặp nhiều khó khăn. 4. Cung xung chiếu tử vi tuổi Giáp Ngọ 1947 năm 2019 tại cung xung chiếu có các sao Thiên Phúc, Thiếu Âm, Quốc Ấn, Cô Thần, Tướng Quân, tuyệt, đây là bộ sao chủ về trong nhà thiếu hòa khí hay có sự cãi vã lẫn nhau. Tổng hợp các yếu tố trên về phương diện ngoại giao và việc làm, năm này trong công việc và ngoại giao của quý bạn gặp rất nhiều may mắn và thành công,
được tiếp xúc với nhiều người về phương diện tài chính, tiền bạc. Hanh Thông có Lộc về tiền bạc và Lam An Sinh lời nhiều về phương diện tình cảm, gia đình hạnh phúc. Có tin vui về thêm con thêm cháu trong nhà về phương diện sức khỏe. Năm nay quý bạn nên chú ý bệnh về tuổi già hay giao kéo nhìn chung. Tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng được hưởng thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên tất cả mọi việc làm ăn, giao tiếp đều gặp nhiều may mắn và trong năm nay trong gia đình quý bạn có tin vui về thêm người thêm của. Tuy nhiên thì trong năm nay quý bạn nên chú ý sức khỏe bệnh về tuổi già hay bị giao kéo đâm phải. Giáp Ngọ tuổi hỏa mạng kim công danh gia đạo nổi chìm nhiều phen tánh người không muốn đua chen, dĩ hòa vi quý, sang hèn chẳng phân tha phương sự nghiệp tăng dần tình duyên chắc trở, đôi lần đổi thay công việc nay đó mai đây tiêu xài hoang phí, trắng tay cũng thường hậu vận vẹn cả đôi đường ăn ở có đức, an khương đủ đầy kỷ hợi năm mới tươi cười hưởng tài hưởng lộc thành thơi an nhàn. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Giáp Ngọ nam mạng là tháng 2, tháng 5. Tháng 11 âm lịch đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Nhâm Ngọ làm mọi việc. Vẫn thủy hộ thân, đối với tuổi Giáp Ngọ nam mạng trong năm 2019 để tăng cường cát khí cho sao thủy diệu, thì nên đeo trang sức đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, hoặc dùng màu trắng thuộc hành kim, để kim sinh. Hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành thổ hoặc kim để tăng vận khí của bản thân. Vi, luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng theo các mùa 1, vận mệnh tuổi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng trong mùa xuân, tháng riêng, đầu năm vui xuân cùng gia đình. Tuy nhiên quý bạn chú ý sức khỏe kém tháng 2, xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn có tin vui về thêm con thêm cháu trong nhà tháng 3. Sức khỏe quý bạn không được tốt có bệnh về huyết áp hay bệnh tuổi già 2. Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2019 vào mùa hạ, tháng 4, trong nhà có người có bệnh về thiếu máu hay sức khỏe quý bạn không tốt tháng 5, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn có quý nhân giúp đỡ tháng 6, quý bạn nên chú ý về đường ăn uống tiêu hóa không được tốt. 3. Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2019 trong mùa thu, tháng 7, trong nhà thiếu hòa khí, công việc của cháu con không được tốt tháng 8, quý bạn nên chú ý về xe cộ đi lại hay có bệnh về đường hô hấp tháng 9, tiền bạc tiêu pha nhiều đau ốm thì gặp được bác sĩ thầy thuốc cứu chữa. Bố xem tử vi năm 1954 năm 2019 trong mùa đông, tháng 10, quý bạn cẩn thận tháng này có tang trong gia đình họ hàng anh em bạn bè. Tháng 11, mọi việc hanh thông có quý nhân giúp đỡ, quý bạn chú ý giao kéo tháng chạp. Tiền bạc tiêu pha nhiều có người phá hoại trong công việc của con cháu. Vi hướng dẫn cách cúng giải sao hạn trong năm 2019 theo vận hạn tuổi Giáp Ngọ năm 2019 nam mạng để giải hạn cầu an thì đầu năm nên cầu an. Giải hạn mỗi tháng hay vào tháng kỷ tuổi là tháng 4, 8 âm lịch và nên cúng vào ngày 21 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 7 ngọn đèn hướng Bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy đen và ghi, Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân. Rồi khấn, cung thỉnh thiên đình thủy đức kim nữ cung đại thánh, Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Thủy Diệu Tinh Quân vị tiền. Nhìn chung tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mạng năm 2019 kỷ hợi rất tốt, có nhiều tài lộc, báo hiệu một năm được hanh thông, thuận lợi trong cuộc sống. Nhưng người sinh năm 1954 tuổi đã lớn, không còn sung sức như thuở thanh niên nữa, nên cần cẩn trọng sức khỏe của mình. Hãy giữ gìn sức khỏe để từ đó có được cuộc sống hạnh phúc. Ấm êm cũng con cháu.